Xin chào anh em, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip để hướng dẫn cho mọi người cái cách có thể chiến thắng được con tài xỉu mùa đến năm này bằng một công thức rất là đơn giản, rất là cơ bản luôn. Ok, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái công thức bắt cầu bằng cái cầu bằng, hay nhiều anh em gọi là cái cầu đen trắng đấy. Cái công thức này đúng không, thì anh em cứ nhìn cái giải tài xỉu này đấy, cái giải tài và giải xỉu này ở dưới này này, nó chạy dọc, nó chạy ngang dưới này này, anh em sẽ nhìn và anh em sẽ xem là nó đang có xu hướng chạy ra cầu gì để em có thể bắt được. Đấy, tí nữa thì mình sẽ nói chi tiết hơn về cái cầu cầu kèo nó như thế nào, hay là bắt cầu nó như thế nào nhá. Ok, trước tiên thì mình nói qua về công thức này đã. Công thức này thì chắc là cũng nhiều anh em biết rồi đúng không, nhất là những anh em nào mà chỉ cần chơi đối tầm khoảng là một hai tháng hay là một vài tuần thôi là anh em cũng có tìm hiểu được rồi, tại vì cũng có rất là nhiều người đã hướng dẫn anh em về cái công thức này rồi. Nhưng mình có thể cam đoan với anh em luôn là mình hướng dẫn nó cực kỳ chi tiết anh em ạ. Đấy, nên là anh em cũng không cần lo về cái việc là anh em xem xong không hiểu đâu. Mà nếu mà không hiểu chỗ nào, có không hiểu chỗ nào thì có thể comment hỏi mình luôn, mình sẽ hướng dẫn anh em luôn. Đấy, mình sẽ link clip để trả lời cho anh em luôn cũng được. Ok, thế cho nó an tâm, thế cho nó gọi là rành mạch nhá. Công thức này thì cũng nhiều anh em chưa biết đúng không, nhất là những em người chơi mới. Nên là nay mình hướng dẫn anh em ấy, thì những em người chơi mới này chưa có một công thức nào đấy, hoặc là những em nào mà dù là công thức rồi nhưng mà công thức đấy anh em dùng nó lại cảm giác là nó không hiệu quả, chơi nó cũng chả có tác dụng gì chẳng hạn, thì anh em có thể thử cái công thức này của mình đấy, để xem nó có hiệu quả không. Nhưng mà mình cũng phải nói trước cái công thức này của mình nhá, là anh em dùng ấy, anh em phải lưu ý là cũng có rất là nhiều con game dùng được cái công thức này, nhưng mà anh em tuyệt đối là phải tránh xa những con game nào mà nó phích cầu, nó gọi là phích cự cho cái cầu này nó nát bét rồi ấy. Có một số con game thì mình không tiện kể tên ở đây đấy, không thì nó rất là nhàng anh em ạ. Nên là anh em nhá, anh em chơi thì anh em phải biết được là con game đấy có, nó có đáng chơi hay không. Mà nếu mà không biết được là con game đấy nó có phích cầu lỗi, gọi là phích cầu hay là nhạc cải nó soi ác hay không ấy, thì anh em cứ chơi con game này cho mình. Mình không bảo con game này nó không soi nhá, nhưng mà như anh em thấy đấy, mỗi thay của nó đâu, cái con tài xỉu 10 năm này còn có ít người đánh hơn bên tài xỉu hồng xanh. Mà mỗi tay của nó, mỗi phiên của nó, người ta phải chơi đến đâu đấy tầm khoảng là cả tỏi, gần tỏi đúng không? Có nhiều khi lại còn hơn tỏi. Anh em phải biết là anh em chơi cái con 68 cái bài này nó nặng tiền nó lắm như thế nào, nó nhiều như thế nào. Đấy, nên là anh em chơi ấy, thì cái tỷ lệ mà anh em bị soi nó sẽ rất là ít, trừ khi em nạp 200M thì mình cũng không nói làm gì nhá. Nạp 200M thì mình còn chưa dám nạp đến cái tầm đấy. Nên là những anh em nào mà nạp 200M thì mình thấy là nể ở đây anh em ạ. Đấy, tại vì nếu mà mình nạp như thế mình rất là sợ bị soi. Thì kiểu gì kiểu như con game nào nó cũng soi đúng không? Nhưng mình có thể thấy là chơi con game này này, cái cầu nó vẫn rất là ổn. Đấy, cái cầu đánh bằng cái cầu bằng hay gọi là cái cầu đen trắng này này, nó vẫn ổn anh em ạ. Chứ không như kiểu là một số con game khác, cầu đen trắng nó bị phích, gọi là bị phích nát bét rồi, mình không thể nào mà bắt được cái cầu đen trắng. Nó cầu nó chạy rất là linh tinh. Ví dụ như là cái cầu này đi đúng không, anh em thấy mình đánh chết cái con xỉu này, nhưng mà cái con sau hay là cái con sau nữa mình vẫn có tỷ lệ ăn nó khá là ok. Tại sao lại thế? Tại vì thế này, cái con đằng trước đúng không, mình đang đánh theo là cầu 1-2 hoặc là cầu 1-2-3, nhưng mà cái con đấy không phải ra một con xỉu, tất nhiên là nó không phải là cầu 1-2 hoặc cầu 1-2-3 rồi. Đấy, nên là mình có thể là nhìn ra được là nó đang chạy những cái loại cầu khác. Mà loại cầu khác là loại cầu gì? Thường thường nhá, nếu mà được như thế này thì nó có thể là nó chạy cầu 1-3, hoặc là có thể nó tiếp tục nó sẽ chạy là cầu chuỗi chẳng hạn. Đấy, nói chung là qua cái tay này đã, qua cái con này đã rồi, mình sẽ đánh cho anh em xem là liệu nó đang chạy cầu gì nhá. Ok rồi, miễn là mình đánh ấy thì có thể là mình gãy một tay, gãy hai tay, nhưng mà nếu mà cái cầu mà nó quá xấu đến cái độ là mình gãy cả chục tay ấy, thì nói thật với anh em luôn là cái con game đấy mình nghĩ là nó cũng không đáng chơi cho lắm. Đấy, nên là anh em cứ tự cân nhắc xem là cái con game đấy có đáng chơi hay không, thì anh em phải tự vào xem là cầu kèo nó như thế nào. Ok, cái con này thì mình đánh dò theo là một con xỉu. Con này thì mình không phải là đánh theo cầu gì đâu nhá, tại vì như mình nói rồi đúng không, có thể là nó đang chạy cầu 1-3, nhưng có thể là nó cũng là đang chạy cầu chuỗi. Nên là con này mình cũng chỉ đánh dò thôi, xem là đánh một con xỉu, xem nó có ra một con xỉu hay không. Nếu mà ra một con xỉu thì mình bắt luôn theo cầu 1-3. Còn nếu mà nó ra một con tài như thế này đúng không, thì tất nhiên rồi, con tiếp theo mình sẽ đánh theo cầu chuỗi. Cầu chuỗi thì ít nhất là nó phải chạy là 5 tay tài hoặc 5 tay xỉu thì nó mới là cầu chuỗi. Nên là cái con tiếp theo mình sẽ có tỷ lệ ăn cao nhất là một con tài, tỷ lệ ăn ở tầm khoảng 90% anh em ạ. Tại vì ở trước nó là 4 con tài đúng không, thế nên là cái con tiếp theo mình sẽ có tỷ lệ ăn là một con tài nữa, tức là cái con tài thứ 5 đấy, tỷ lệ ăn ở tầm khoảng 90%. Ok chưa? Rồi nhá, cái tay này thì mình sẽ đánh to luôn đi. Đấy, cái này mình sẽ đánh to luôn, hay là to nữa nhỉ?
thêm 5M không anh em? Có thể thêm được anh em ạ. Rồi, tăng luôn thêm 5M đi. Đánh thế này phải hơn nửa vốn rồi ở đâu nữa. Lúc đầu vốn của mình 30M, mình đánh được 18M5. Phải hơn cả nửa vốn rồi. Anh em phải biết là con này mình tự tin thế nào về cái con này thì mình mới đánh thế này đúng không? Nhưng mà cái con này tự nhiên ra 2 với 5 cái hơi hoảng. Nếu mà nó ra 1, 2, 3 là mình toang rồi. Nhưng mà ngon đấy, nó ra 4 anh em ạ. 90% tỷ lệ ăn mà. Làm gì như kiểu như cái con trước đâu đúng không? Như cái con trước thì làm gì có tỷ lệ ăn nó cao như thế này. Đấy, nên là con này cực kỳ ngon luôn đấy anh em. Ok. Rồi, để con tiếp theo. Để con tiếp theo thì mình sẽ đánh theo cầu thôi. Đánh theo cầu thì lưu ý là anh em cứ đánh dưới 10% số vốn cho mình là ổn. Đấy, nhưng mà nay mình cứ thấy nó đen đen thế nào đấy anh em ạ. Nay mình cứ thấy là nó khá là đen, khá là xui đúng không? Từ nay đến giờ, từ đầu đến giờ mình đánh mấy tay nhỉ? Mình đánh từ tay này đúng không nhỉ? Không nhớ rõ cho lắm anh em ạ. Như là đánh được 4-5 tay gì đấy rồi. Mà ăn đúng một tay thôi. Đấy, nhưng mà vẫn có lãi như bình thường. Tại vì mình biết nắm bắt thời cơ anh em ạ. Thế nên mình mới bảo là có thể là mình chết 1-2 tay, chết 3 tay. Nhưng mà miễn là mình không phải chết chục tay liên tục. Nếu mà chết chục tay liên tục thì thôi, lúc đấy là tạm biệt game luôn. Đấy, nhưng mà mình chỉ chết 1-2 là 3 tay nó là bình thường. Cái quan trọng là không phải là mình chết bao nhiêu tay, mà cái quan trọng là mình chết lag luôn anh em ạ. Thôi kệ đi, cứ nói chuyện với anh em đã, lag không vào tiền được thì thôi vậy. Cái quan trọng là mình chết nhá, mà mình nhìn ra được là liệu là nó đang theo cầu kèo nó như thế nào đúng không? Nó nhìn ra được là cầu kèo chạy nó có ổn không thì làm đánh nó mới chuẩn được. Đấy, nếu mà anh em đánh mà đã gãy rồi, anh em lại còn không nhìn ra được cầu kèo nó như thế nào nữa thì rất khó đấy anh em ạ. Ok, rồi, phải cả trường thật. Lạc luôn đấy anh em. Ồ, máy, máy quá, tự nhiên lag phát đúng không? Tự nhiên lag phát, thế là đỡ chết anh em ạ, đỡ phải chết. Quá ngon luôn. Ok, này đây thôi. Nếu mà anh em nào còn câu hỏi gì nữa về cái công thức của mình thì hãy comment phía dưới cho mình biết, mình sẽ lên video và hướng dẫn cho anh em. Đấy, và cho là ngày mai ngày kia gì đấy, khi mà máy tính của mình nó sửa xong thì mình sẽ hướng dẫn anh em những cái công thức mà nó hiệu quả hơn. Đấy, nó hiệu quả hơn trong cái việc bắt cầu vào tiền các thứ, anh em lãi lời nó sẽ dễ dàng hơn anh em ạ. Ok, thế thôi, nên đây thôi. Bye bye, gặp lại mọi người ở tính lần sau.